Trên thế giới, EU sắp đánh thuế bổ sung lên nhôm Trung Quốc Xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng của Hàn Quốc ngày càng đi lên Thủ tướng Israel cam kết sẽ làm mọi cách để mở cửa nền kinh tế Nhiều nhà máy ở Malaysia ngưng hoạt động do ảnh hưởng của mưa lũ Tại Việt Nam, chính phủ ban hành kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia giai đoạn 2021-2025 Đồng loạt khởi công 8 dự án giao thông trọng điểm chính phủ yêu cầu sớm ban hành hướng dẫn mở lại đường bay quốc tế Nhiên, chào quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế, mở đầu sẽ là phần tin thế giới. Thưa quý vị, phát ngôn viên chính phủ Thái Lan mới đây cho biết, đội các nước này vừa thông qua một số gói kích cầu kinh tế mới, mục đích thúc đẩy tiêu dùng cá nhân, tiêu dùng hộ gia đình và trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ đối với sự ám đạm của nền kinh tế. Đặc biệt khi ngành du lịch tiếp tục tê liệt vì lệnh cấm nhập cảnh với du khách nước ngoài do lo ngại biến thể Omicron. Cụ thể, trong đợt này, các chủ cửa hàng buôn bán nhỏ sẽ được miễn thuế tiêu dùng lên đến 889 đô la. Ngoài ra các loại thuế nhập khẩu hàng và chuyển nhượng tài sản cũng được cắt giảm. Thái Lan đã gần như mở cửa hoàn toàn cho du khách nước ngoài đã tiêm chủng từ đầu tháng 11. Nhưng nhanh chóng phải siết lại do sự xuất hiện của biến thể Omicron, điều này đã tạo thêm nhiều áp lực cho các doanh nghiệp, nhất là liên quan đến du lịch, nhà hàng, khách sạn và giao thông vận tải. Tuy nhiên, chính phủ Thái Lan cũng thông báo họ sẽ sớm có những biện pháp nới lỏng trong thời gian tới theo một số phương tiện truyền thông liên minh châu âu sẽ chuẩn bị đánh thuế bổ sung lên sản phẩm dơm từ trung quốc lý do ngành công nghiệp này của đất nước tỷ dân cạnh tranh không công bằng khi nhận nhiều khoản tiền ưu đãi trợ cấp thiếu minh bạch từ chính phủ. Cụ thể, thuế sẽ tăng từ mức 8,6% lên 18,2%. Ủy ban châu Âu cũng sẽ điều tra theo đơn tố cáo từ các nhà sản xuất nhôm và thép trong khối rằng chính phủ Trung Quốc xem đây là lĩnh vực công nghiệp quan trọng, nên đã can thiệp theo hướng phi thị trường để thúc đẩy sự phát triển, ví dụ miễn thuế, cung cấp gói tài chính hoặc cho thuê đất giá ưu đãi. Điều này khiến các loại nhôm giá rẻ của Trung Quốc nhanh chóng chiếm nhiều thị phần tại EU. Trong số những công ty kim loại trong khối khiếu nại về nhôm Trung Quốc có Kakano Antonio của Ý, Europhone của Luxembourg và Hydro Atunium của Đức. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, xuất khẩu trang thiết bị vũ khí của nước này đã liên tục đi lên trong thời gian qua. Cụ thể, giai đoạn 2016 đến 2020 đã tăng gấp đôi so với giai đoạn 2011 đến 2015 và hiện chiếm 2,7% tổng lượng buôn bán của thế giới. Gần đây, ngành công nghiệp quốc phòng nước này tiếp tục ghi điểm khi ký nhiều hợp đồng lớn đối với Úc, cũng như đàm phán với Ai Cập các sản phẩm của hàn quốc được khách hàng ưa chuộng là pháo tự hành tàu tuần tra tàu ngầm máy bay huấn luyện và những hệ thống robot tự động chiến đấu ở biên giới khách hàng chủ yếu của hàn quốc là indonesia thái lan và châu đại dương hiện nước này đang muốn đẩy mạnh vào thị trường trung đông với những khách hàng đầy tiềm năng như các tiểu vương quốc ả rập thống nhất qatar hiện bốn nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vẫn là mỹ nga pháp và đức Thủ tướng Israel Naftali Bennett mới đây phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp cho biết, 6 tháng sau khi chính phủ mới được thành lập, rất nhiều vấn đề hóc búa của đất nước đã được tháo gỡ. Ông tự hào về điều này, nhưng cũng nhìn nhận thực tế là Covid-19 đang quay trở lại, khiến nền kinh tế lại phải đóng cửa một phần với thế giới, nhất là lĩnh vực du lịch. Ông thừa nhận việc cấm nhập cảnh với người nước ngoài đã tác động không nhỏ tới cộng đồng doanh nghiệp, khi nhiều hoạt động kết nối giao thương bị đình trệ. Tuy nhiên, ông cho rằng đây là việc cần làm trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan mạnh mẽ. Mặc dù vậy, chính phủ vẫn cố hết sức để nền kinh tế ở trạng thái mở nhất và vận hành trơn tru nhất có thể chính phủ đang cắt bớt các thủ tục đơn giản hóa giấy tờ nhập khẩu để nhanh tiến độ cấp phép cho các hoạt động kinh doanh mới hỗ trợ mạng lưới vận chuyển hàng hóa cùng rất nhiều hoạt động khác ông nhấn mạnh đến ngành công nghiệp công nghệ cao của israel tiếp tục bùng nổ trong thời gian qua đây là lĩnh vực chính phủ đặc biệt ưu tiên và sẽ làm mọi cách để thu hút thêm nhân tài tham gia ông khẳng định khoa học kỹ thuật là sương sống và trụ cột của đất nước israel đã và đang phải tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực này Tập đoàn điện tử khổng lồ Panasonic của Nhật Bản mới đây thông báo họ đã ngưng một nhà máy tại Malaysia do bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đây là nơi sản xuất các sản phẩm như máy hút bụi, quạt điện và linh kiện điện tử. Dự kiến việc khôi phục có thể mất từ vài tuần đến vài tháng. Hãng xe hơi Danhatsu Motor cũng đang có thông báo tương tự khi các nhà máy của họ bị ngập nước, đường xá chia cắt, nhiều máy móc và thiết bị trong tình trạng hư hại. Một số nhà máy của các hãng sản xuất linh kiện điện tử, xe hơi, xe máy khác tại bang Selangor cũng bị ảnh hưởng, phải dừng hoạt động một phần hoặc toàn bộ. Bang Selangor của Malaysia tập trung nhiều khu công nghiệp cung cấp thiết bị ra thị trường toàn cầu. Thời gian qua Covid-19 bùng phát khiến nhiều nhà máy đóng cửa, ảnh hưởng không nhỏ đến các chuỗi cung ứng, đặc biệt tại thị trường Mỹ và Nhật. Báo lục hiện nay được cho là sẽ khiến tình hình càng thêm khó khăn. Hãng vận tải khổng lồ chuyên về đường thủy Maersk vừa đồng ý trên nguyên tắc về việc sẽ mua lại công ty logistics có trụ sở ở Hồng Kông là LF với giá là 3,6 tỷ đô la. Điều này được dự báo sẽ giúp cho tập đoàn có thêm hàng trăm kho chứa ở châu Á cũng như đẩy mạnh sự hiện diện tại khu vực nhộn nhịp bậc nhất thế giới về giao vận hàng hóa này. Thương vụ trên là đợt mua bán sát nhập lớn nhất của công ty từ trước đến nay và cũng là lớn bậc nhất trong lĩnh vực giao thông vận tải trong lịch sử. CEO của Maersk Ông Sorensko nói trong một buổi họp báo rằng thương vụ này sẽ giúp chúng tôi có mặt ở châu Á mạnh mẽ hơn. Điều đó sẽ phục vụ chiến lược lâu dài đẩy mạnh sự hiện diện tại khu vực kinh tế năng động và các nhu cầu về giao vận hàng hóa lớn bậc nhất thế giới. Được biết, với 223 kho chứa hàng, trong đó có 49 ở Trung Quốc, cùng với 10.000 nhân viên tại 14 quốc gia châu Á, LF là một trong những công ty giao vận hàng đầu tại khu vực, với hơn 250 khách hàng có quy mô trên toàn thế giới. Việc Max mua lại LF đã được được các cổ đông trong công ty hoàn toàn ủng hộ. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến với các thông tin trong nước. Thưa quý vị, tăng cường quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đảm bảo phòng ngừa, cảnh báo, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, đảm bảo phát triển kinh tế bền vững. Đây là mục đích và những nội dung chính trong kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia giai đoạn 2021 đến 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành vào ngày 22 tháng 12. Theo dự báo trong giai đoạn 2021 đến 2025 và các năm tiếp theo các loại hình thảm họa có thể xảy ra ở nước ta và phải tập trung đối phó sẽ gồm thảm họa do chiến tranh, sóng thần, bão lụt diện rộng, nước biển dân, xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, rò rỉ chất phóng xạ, cháy rừng, sinh học, dịch bệnh nguy hiểm. Theo đó kế hoạch trên đã xác định công tác chuẩn bị và ứng phó với nguy cơ thảm họa chiến tranh là thường xuyên lâu dài đối phó với thảm họa do sự cố thiên tai là vấn đề cấp bách. Bộ giao thông vận tải cho biết sẽ có 8 dự án giao thông quan trọng được triển khai thi công trong thời gian cuối tháng 12 này và đầu năm mới 2022. Các dự án có tổng mức đầu tư từ trên 1.300 tỷ đồng đến hơn 9.000 tỷ đồng. Trong số đó, dự án đầu tiên vừa được khởi công là dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến kênh chợ gạo giai đoạn 2, tỉnh Tiền Giang với tổng vốn đầu tư là 1.335 tỷ đồng. Một số dự án trọng điểm khác cũng nằm trong kế hoạch này như dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc với đường cao tốc đội bài Lào Cai có tổng vốn đầu tư là 5.339 tỷ đồng hay dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu giai đoạn 2 giúp thu hút các tàu tải trọng lớn lên đến 20.000 tấn lưu thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chuyển sang thông tin về ngành hàng không, thưa quý vị, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ Tết sắp tới, trên cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và đảm bảo an toàn trong giai đoạn bình thường mới, Cục Hàng không Việt Nam vừa có yêu cầu các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm và bố trí thêm các chuyến bay khai thác buổi đêm, có kế hoạch kiểm soát giảm đến mức thấp nhất việc chậm chuyến, hủy chuyến bay, Ngoài ra, Cục Hàng không cũng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tăng cường công tác kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải, các thành phố, địa phương và cơ quan chức năng có thẩm quyền để tổ chức phân luồng giao thông, giảm tải, ung tắc tại các cảng hàng không, sân bay, đặc biệt là tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Cũng liên quan đến lĩnh vực hàng không, thưa quý vị, mới đây Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã có chỉ đạo các bộ ngành nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ để thực hiện kế hoạch thí điểm khôi phục lại các chuyến bay thương mại quốc tế kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Theo phản ánh của các đơn vị, thời gian để triển khai thí điểm còn rất ít nhưng hiện chưa có đủ hướng dẫn của các bộ ngành liên quan. Theo đó, Phó Thủ tướng đã yêu cầu các bộ Công an, giao thông vận tải, y tế, ngoại giao, thông tin và truyền thông khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại thông báo số 334 của Chính phủ. Sau nhiều phiên liên tiếp đi xuống, giá vàng hôm nay đã bật tăng trong bối cảnh đô la Mỹ giảm giá trên diện rộng, lãi suất trái phiếu Mỹ kém hấp dẫn, nhà đầu tư chớp thời cơ tìm kiếm lợi nhuận. Nguyên nhân được cho là đến từ lo ngại kéo dài biến thể Omicron có thể dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực đến đà phục hồi kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, một lượng vàng biến trong nước đã tiếp tục đà tăng tiến sát 62 triệu đồng. Giá kim loại quý quay trở lại mốc 1.800 nhờ đồng đô la Mỹ mất giá và nhà đầu tư lo ngại biến chủng Omicron kéo thuộc đà phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Mặc dù các chuyên gia phân tích đã hạ đánh giá về khả năng ảnh hưởng của biến thể mới, nhưng nhiều quốc gia vẫn thông báo các lệnh hạn chế nhằm giảm sự lây lan của biến thể mới, qua đó phần nào giảm sức hấp dẫn của tài sản rủi ro đối với nhà đầu tư. Kết thúc phiên thì giá vàng giao ngay đã tăng 0,8% lên 1.801,2 đô la Mỹ cho một Âu. Giá vàng tương lai thì cũng tăng thêm 0,9% lên 1.802,2 đô la Mỹ cho một Âu. So với phiên trước đó thì cả hai đã tăng lần lượt là 15,2 và 16,1 đô la. Chiêm Quý Cốp, nhà phân tích cấp cao của Kito Mentor cho biết, lực mua vàng tăng lên khi lãi suất trái phiếu Mỹ và đồng đô la giảm nhẹ Ông cho rằng đã tăng trong phiên là một sự điều chỉnh. Dù Omicron gây sức ép lên các thị trường tài chính, nó vẫn có lợi cho vàng do khiến nhà đầu tư tập trung vào các vấn đề như lạm phát hay là chính sách tiền tệ của cục dự trữ liên bang Mỹ Fed. Trái phiếu Mỹ trở nên kém hấp dẫn trong phiên khi từ mức 1,48% một năm xuống còn 1,45% một năm, nhiều người không còn thu gom đồng đô la để mua trái phiếu, làm cho đồng tiền này giảm giá nhiều hơn. Các nhà đầu tư trong phiên cũng đã tiếp tục phân tích dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế của Mỹ chậm lại trong quý ba trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát. Mặc dù hoạt động đã được cải thiện từ đó, giúp nền kinh tế của Mỹ ghi nhận hoạt động sản xuất tốt nhất kể từ năm 1984. Dự báo về giá vàng trong thời gian tới, thì ngân hàng ABN AMRO của Hà Lan mới đây đã đưa ra nhận xét cho rằng năm sau có thể là năm thảm họa đối với kim loại này. Ngân hàng Hà Lan cho rằng giá vàng sẽ giảm xuống mức 1.500 đô la, tương đương khoảng 42 triệu đồng một lượng vào cuối năm sau, và giảm xuống còn 1.300 đô la, tương đương 36 triệu đồng vào cuối năm 2023. Với các chính sách tiền tệ toàn cầu, sẽ là yếu tố chính dẫn đến sự sụp giảm của vàng trong những năm tiếp theo. Trải qua hai phiên trò sụp tăng giảm trái chiều, mở cửa ngày hôm nay 23 tháng 12, ghi nhận sự đồng thuận tăng giữa các tổ chức và doanh nghiệp. Một lượng vàng miếng chiều mua vào đều đồng loạt vượt mốc 61 triệu đồng, Lúc 11 giờ, giá vàng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn được niêm yết mua vào tại mức là 61,1 triệu đồng một lượng, tăng 200 000 đồng. Cùng mức thân trên thì chiều bán ra neo tại 61,8 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú nhuận thì cũng có mức niêm yết hai chiều tương tự với Sài Gòn, ghi nhận mỗi chiều đã tăng 300 000 so với hôm qua. Đây cũng là hai doanh nghiệp có mức bán ra cao nhất trên thị trường. Trong khi đó, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu ghi nhận chiều bán ra tăng lần lượt là 230 và 220 000 đồng, neo tại 61,73 và 61,72 triệu đồng một lượng. Chiều bán ra thì cả hai đều niêm yết tại 61,15 triệu đồng, ghi nhận mức tăng 250.000 đồng đối với phú quý và tăng 200.000 đồng đối với bảo tín Đình Châu. Tương tự, giá vàng nữ trang cũng ghi nhận đã tăng tiếp tục được cải thiện, với vàng mua số 9 hay chiều mua bán lần lượt neo tại 52,2 và 52,9 triệu đồng, tăng 150.000 đồng mỗi chiều. Chỉ lệch duy trì vẫn giữ quanh ngưỡng là 700.000 đồng. Vàng 24K và vàng 18K thì cũng có mức tăng từ 113.000 đồng trở lên, như số liệu chi tiết trên màn hình. Hiện tại, quy đổi một lượng vàng miếng SJC tại Việt Nam đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 11 triệu đồng. Quay trở lại với tỷ giá ngoại tệ hôm nay, tỷ giá đồng đô la Mỹ quốc tế có biên độ dao động hẹp khi các nhà giao dịch tỏ ra thận trọng trong việc đánh giá tác động của biến thể Omicron trong thời điểm cuối năm. Trong khi đó, tại thị trường trong nước, giá đồng đô la Mỹ trên thị trường ngân hàng quay đầu tăng từ 5 đến 50 đồng. Ngân hàng nhà nước Việt Nam niêm yết tỷ giá bán đô la Mỹ tham khảo tại mức 23.150 đồng, mua vào tại mức 22.650 đồng, Giá đồng euro chiều bán ra nêu tại 27.087 đồng, tăng 139 đồng. Còn chiều mua vào nêu tại 25.510 đồng, tăng 132 đồng. Về tỷ giá trung tâm giá đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay, được công bố tại mức 23.193 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ, tăng 10 đồng so với phiên trước đó. Tỷ giá đồng đô la cũng ghi nhận sự phục hồi trở lại sau nhiều phiên giảm trên thị trường ngân hàng. Theo đó, thì Vietcombank và BIDV lần lượt nâng giá mua bán lên 40 và 20 đồng, trong khi Exim Bank thì tăng mạnh chiều mua lên 50 đồng mức đáng kể nhất được ghi nhận. Giá mua đô la Mỹ hiện nằm trong khoảng 22.785 đến 22.850 Việt Nam đồng, còn khoảng bán ra thì tại mức 23.050 đến 23.110 Việt Nam đồng. Trong đó, Isinban và Sacombank cùng có giá mua đô la Mỹ cao nhất, còn giá bán đô la Mỹ thấp nhất thì chỉ nằm ở Isinban. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế ngày hôm nay. Thùy Dương xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tại bản tin sau.